Trời ơi, tôi mới tìm được một bộ đôi mà siêu thích hợp cho mấy bà da đang bị nhạy cảm luôn á. Nhìn da tôi đang lên mụn với mỏng đỏ khá là nhiều là biết tôi bị kích ứng rồi đúng không? Mỗi lần mà tôi thử đổi qua đồ skin care mắc tiền một xíu á là da tôi auto bị kích ứng luôn á. Như vậy có phải là bệnh nhà nghèo không mấy bà? Thôi quay lại với chủ đề chính nha. Các em mà hôm nay tôi muốn giới thiệu cho mấy bà là các em sữa rửa mặt có chiết xuất từ rau má đến từ nhà Bioskin, mà khả năng làm dịu da của rau má rất là tốt rồi đúng không? Ngoài ra còn chứa chiết xuất của lá tía tô nè, hoa cúc nè, giúp kháng khuẩn, kiềm dầu và sáng da nữa đó. Mà sau khi rửa mặt xong á thì cũng không thể bỏ qua bước thon nào nha. Em này cũng chứa chiết xuất của rau má làm dịu da, kháng khuẩn và ngừa mụn, ngoài ra còn chứa HA để cấp ẩm nữa đó. Da mà đã đủ ẩm rồi á thì sẽ cải thiện tình trạng da bị đổ dầu nhiều gây nên mụn đó mấy bà. Sau khi mà đã apply rồi á thì nhớ vỗ vỗ cho tinh chất thấm sâu vào trong da hơn nha. Nè mấy bà thấy da tôi được cấp ẩm tức thì luôn không? Chỉ với một bước thon nọ thôi đó. Mà chưa hết đâu nha, khi mà mua mấy bà sẽ được tặng thêm một cái em Lenset MS và Asa Duo nữa. Mua hai mà được 4 luôn á, có phải quá là hời không? Tôi cũng không hiểu sao nhưng mà thời tiết càng nóng á thì tôi lại càng thích xài son bóng hơn á mấy bà. Kiểu tôi thích trời nắng đẹp xong rồi môi mình nó kiểu lấp lánh á. Cho nên tôi phải tậu liền ngay một em Dior Ardestel Lacoste. Trời ơi, son có packaging siêu đẹp, siêu sang chảnh luôn á. Tôi thề là mấy bà phải cầm em này trên tay rồi mới thấy được hết cái vẻ đẹp này á. Mặc dù là một thỏi son có độ bóng cao nhưng mà em này không gây cảm giác dính dính khó chịu đâu. Màu 906 này á thì là một tông hồng, mình thấy sẽ hơi kén da một tí. Các bạn có da trắng á dùng sẽ xinh hơn nha. À mà mấy bà có thể tham khảo qua thử shop này nha. Tôi thấy son high end và son mid end ở shop này á giá cả khá là phải chăng á. Mấy bà có công nhận với tôi là có những hôm mà mình lười make up kinh khủng khiếp luôn á nhưng mà vẫn muốn mình trông thiệt xinh đẹp không? Thì đây nha, một cú tinh vô cùng tiện lợi mà giá thành lại siêu hạt rẻ cho mấy bà nè. Kem dưỡng trắng của nhà Dermaha này sẽ đáp ứng tất tần tật các mong muốn của mấy bà luôn á. Có ba công dụng là dưỡng trắng, nâng tông và chống nắng. Là hôm nào mà lười make up quá thì chỉ cần đánh mỗi em này với tí son thôi là đã thấy gương mặt mình tươi tỉnh hẳn lên rồi á. Một điểm tôi ưng nhất ở em này mà mấy bà thấy rõ ràng nhất chính là cái texture của em này rất là đỉnh luôn. Kiểu mỏng nhẹ, cực kỳ là dễ tán, không gây cảm giác bết dính gì đâu nha. Khả năng nâng tông của em này mình thấy cũng nhẹ nhàng thôi, không phải là kiểu trắng bệt đâu. Nè mấy bà thấy da tôi nhìn đã không? Nhìn căng mướt ghê mấy bà. Chỉ hơn 200 cành thôi á mà dùng khá là ok luôn á nha. Soát cả set son trà sữa. Every second, every day I spend hoping we never change. Loving you, never wait or hesitate to tell me what is on your mind. Really do enjoy your company. I think you would agree. Just wait. Lý do set son mini này siêu tiết kiệm. Một trong bóng tối, chỉ còn mình thôi. No shadow. Và tìm được một bản mắt nội địa Trung giá rẻ mà nhìn cực kỳ chiến luôn mấy bà. Đây nha, em này đến từ nhà Gogotel, màu mình đang có ở đây là màu 702. Cái packaging nhìn chiến vậy thôi á chứ bên trong á tôi thấy toàn là những màu trung tính và rất là dễ dùng hàng ngày. Cái em màu hồng to to là để dùng làm phấn má mấy bà. Nhũ của em này thì khá là nhỏ nên có thể dùng làm highlight cũng ok đó nha. Chất phấn nội địa Trung á thì lên màu rất là chuẩn rồi. Khả năng bám màu ở trên mắt á cũng khá là ok, mấy bà có thể thử nha.